Khám phá 8 công dụng làm đẹp thần thánh từ quả chanh tươi. 1. Làm trắng da. Để có được một làn da trắng sáng mịn màng tự nhiên, bạn chỉ cần trộn đều 2 thìa canh bia tươi cộng 1 thìa cà phê nước cốt chanh. Dùng hỗn hợp đó thoa đều lên da sau khi đã được vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, kết hợp sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng trong 5 phút giúp các dưỡng chất thẩm thấu qua da một cách triệt để. Lưu lại hỗn hợp khoảng 30 phút rồi rửa lại bằng nước sạch như bình thường. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức khoa học về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cùng chung tay tạo dựng cộng đồng người Việt khỏe mạnh trên khắp thế giới bằng cách nhấn nút like, share khi thấy video hữu ích nhé bạn thân mến. Xin chân thành cảm ơn. 2. Trị nám da, tàn nhang. Nám da, tàn nhang sẽ một đi không trở lại nếu bạn áp dụng công thức từ chanh tươi dưới đây. Với phương pháp này, bạn chỉ cần cắt đôi quả chanh, ép lấy phần nước cốt, rồi trộn thêm một chút nước ấm. Tiếp đó, sử dụng bông gòn, nhúng đều và hỗn hợp nước cốt chanh và thoa đều lên các vết nám da, tàn nhang trong khoảng 5 phút, lưu lại 20 phút, rồi sử dụng nước sạch rửa lại như bình thường. Áp dụng công thức này thường xuyên sẽ giúp bạn ngỡ ngàng về kết quả nhận được. 3. Trị mụn bằng chanh. Mụn từ trước đến nay luôn là nỗi bận tâm lo lắng của rất nhiều chị em trong việc chăm sóc sắc đẹp. Với hàm lượng vitamin cao, chứa nhiều các loại axit tự nhiên, lại có tính kháng khuẩn, chống viêm. Vì vậy, nếu biết sử dụng chanh tươi đúng cách sẽ giúp chị em làm đẹp da, ngăn ngừa mụn một cách hiệu quả. Để trị mụn nhanh chóng, bạn chỉ cần đắp mặt nạ chanh cộng mật ong tuần 2-3 lần. Ngay lập tức, tình trạng mụn nhọt sẽ được cải thiện một cách đáng kể. 5. Làm trắng răng. Chanh tươi có chứa một hàm lượng axit tự nhiên khá cao. Vì vậy, hàng ngày, bạn chỉ cần trộn đều 1 thìa nước cốt chanh cộng 2 thìa bột baking soda ra một chiếc bát nhỏ. Dùng hỗn hợp đó, vệ sinh răng miệng 3 lần một tuần sẽ giúp bạn có được hàm răng chắc khỏe, trắng bóng tự nhiên. 6. Trị thâm môi. Để khắc phục được tình trạng môi thâm một cách nhanh chóng, việc của bạn là cắt đôi quả chanh rồi nhúng thêm một chút mật ong nguyên chất. Dùng hỗn hợp đó chà nhẹ lên môi mỗi ngày một lần vào các buổi tối trước khi đi ngủ. Duy trì thường xuyên sẽ giúp bạn có được bờ môi cong mọng, hồng hào tự nhiên đến bất ngờ. 7. Trị hôi nách, thâm nách. Hôi nách và thâm nách kinh niên sẽ khỏi ngay tức khắc nếu bạn cắt đôi quả chanh rồi chà lên vùng da dưới cánh tay sau khi đã được vệ sinh sạch sẽ trong khoảng 5 phút. Thực hiện phương pháp này đều đặn 3 lần một tuần sẽ giúp bạn khắc phục tình trạng hôi nách một cách đáng kể. 8. Giúp móng tay chắc khỏe. Việc bạn cần làm ngay bây giờ là trộn đều nước cốt chanh tươi với một chút nước ấm ra một chiếc bát nhỏ. Dùng hỗn hợp đó ngâm móng tay trong khoảng 15-20 phút. Thành phần axit trong chanh có tác dụng giúp móng chắc khỏe, loại bỏ các vết ố vàng một cách nhanh chóng. Trên đây là 8 công dụng làm đẹp từ chanh mà chúng tôi giới thiệu đến các bạn. Hy vọng với vài mẹo nhỏ sẽ giúp mọi người tiết kiệm được chi phí làm đẹp một cách tối ưu. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Kiến thức Khoa học về sức khỏe. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.